Xin chào tất cả quý khách hàng và các bạn thân mến. Hôm nay công ty Thế Giới Mã Vạch sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái máy Godet EZ26250i. Với cái máy này, để sử dụng được máy này thì chúng ta cần có giấy và mực. Trên tay của tôi đó là một cuộn chì mực và một cuộn giấy. Đây là mực thì nó có lỗ thu, đây là phát, cuộn mực đây là cuộn mực phát, còn đây là thu và giấy. Thì bây giờ đây là giấy. Bây giờ tôi có mở máy ra. Góc độ này các bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ đều nằm trên máy. Đó là hướng dẫn sử dụng cách lắp mực và giấy. Mực người ta gọi là ribbon, giấy người ta gọi là label. Có diagram, đây là sơ đồ hướng dẫn rất là kỹ. Nhưng mà để cho nó rõ hơn thì tôi sẽ bắt tay vào hướng dẫn cho anh chị cách lắp giấy đầu tiên. Đây, một cái máy đây, từ đây. Và đây là cái canh lề của giấy, nó có thể di chuyển ra vô. Đây đó. Và mình sẽ mở đồ in lên đây, rồi mình bỏ giấy qua một cái khe này. Nói chung là rất là đơn giản, không có gì mà phức tạp hết. Rồi đầu tiên mình sẽ lắp mực, nó sẽ đi qua những cái khe này nè, cái khe này. Nói chung mọi thứ nó sẽ hướng dẫn coi lại cái đường đi nằm trên cái diagram á, trên cái sơ đồ. Rồi đây là nó đến mực, đây là đến mực. Mình sẽ đưa cái lõi này vô trong đây là cái phần thu là thu, sau khi nó in xong nó sẽ thu lại. Và cái mực cũng là cuộn mực phát. Mà khi mực phát thì cuộn mực nó có hai dạng, mực phải in hay phải out, mặt trong hoặc mặt ngoài. Nếu mà mực đây là mặt ngoài thì nên úp ngửa vậy, úp xuống để cho mặt mực nó dính liền với lại giấy. Mực nó chỉ có một mặt thôi nha, không có hai mặt đâu nha, cho nên anh chị sẽ kiểm tra cái mực đó là phải out hay là phải in để cho mình có thể tiện cách sử dụng. Rồi mình theo như bình thường thì nếu mà không đọc sơ đồ, không nhìn thẳng sơ đồ thì mình không biết nó đi trên hay đi dưới, mà theo sơ đồ này thì nó đi dưới đi lên. Thì anh chị phải để ý đi từ dưới đi lên. Và không cũng anh chị cũng không cần phải dùng giấy còn chi mất công, chỉ lít một cái là nó sẽ không cần chỉ cần quất một cái là nó ăn liền. Đây là cách thao tác mực giấy rất là đơn giản, không có gì phức tạp hết. Rồi anh chị xong, anh chị đóng nắp lại rồi chỉnh chu, tương đối chỉnh chu. Mình nhìn vào sự căng của mực khi mà chạy một hoạt động một hồi nó sẽ vào đó, bật nguồn lên cái là máy nó sẽ tự động chạy ra. Đây là cách hướng dẫn giấy và mực in của máy Godet EZ26250i. Mọi chi tiết anh chị vui lòng xin liên hệ với phòng kỹ thuật của công ty Thế Giới Mã Vạch, có đội ngũ sẽ phục vụ anh chị 24/24. Xin chào tất cả.